Thưa quý vị, sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự và chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Hội nghị nhằm mục đích đánh giá toàn diện tình hình và kết quả lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trong 10 năm qua, những ưu điểm kết quả nổi bật, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo tinh thần nội dung nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Qua tổng kết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội nghị cũng quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị về phương hướng thực hiện triển khai nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trong thời gian tới và kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về những giải pháp cụ thể đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 8, góp phần triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa xã hội giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đà Nẵng đạt được 10 năm qua trong thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11. Công tác triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng. Đà Nẵng đã xây dựng lực lượng thường trực, dân quân dự bị và dân quân tự vệ đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có độ tin cậy cao, sẵn sàng chiến đấu tốt. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã có sự đoàn kết, năng động, sáng tạo với quyết tâm chính trị rất cao. Và vì vậy thì chúng ta đã vượt qua rất nhiều các cái khó khăn, thử thách và đạt được rất nhiều kết quả khá toàn diện và trong các lĩnh vực từ công tác xây dựng Đảng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo đảm cái trật tự an toàn của xã hội. Và chúng ta cũng nhớ rằng trong nhiều năm gần đây thì cái khái niệm về một cái thành phố đáng sống, cái nơi đáng sống thì cũng đã được nêu lên và với được cái nhận thức như Đà Nẵng là một cái mô hình và cũng là cái địa điểm như vậy. Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị Đà Nẵng tiếp tục quán triệt triển khai toàn diện các quan điểm đường lối chiến lược quân sự quốc phòng bảo vệ Tổ quốc của Đảng, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, cần thống nhất quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, thể hiện sự kết hợp trong từng đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Phải tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc với độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài. Theo chủ trương quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa và toàn diện. Và trong đó, chúng ta cũng xác định tiềm lực chính trị, tinh thần và thế trận lòng dân là đặc biệt quan trọng và phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng tâm. Công tác tổ chức xây dựng Đảng cần được quan tâm chỉ đạo, thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt, tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố gọn, tinh nhuệ, mạnh, độ tin cậy chính trị cao, khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt và đóng góp và với cái vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các đơn vị địa phương nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, lưu ý khắc phục các bất cập tồn tại, tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác quốc phòng an ninh, trong đó tập trung công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng cho cán bộ đảng viên nhân dân, nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, nêu cao tinh thần cảnh giác, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ. Kiên quyết, kiên trì và tích cực đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa theo công ước và pháp luật quốc tế. Tập trung phát triển các ngành kinh tế biển,
kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh trên biển và hỗ trợ tạo điều kiện cho ngư dân bám biển, kết hợp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đặc biệt là phát huy vai trò của Hải đội Dân quân Thường trực. Tại hội nghị, có 17 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.